Tóm tắt sách Món quà của linh hồn, chương 10, nghèo đói. Đây chỉ là bản tóm tắt, một số từ ngữ được thay đổi để phù hợp với kiểm duyệt. Kính mong quý vị mua sách gốc để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Thân mến. Khi ở linh giới, chúng ta có thể tạo ra mọi thứ bằng ý nghĩ, khả năng sáng tạo là vô biên. Sự trù phú này là thứ có sẵn trong mỗi chúng ta, vũ trụ luôn hào phóng yêu thương. Thế thì tại sao lại có quá nhiều người trên cõi vật chất Phải đau đầu với những khó khăn tài chính Hoặc hoàn cảnh nghèo túng bần hàng Nếu linh hồn chúng ta đã chọn Thời gian, địa điểm Và hoàn cảnh ra đời thì tại sao Có người chọn đầu thai vào cảnh đói nghèo Trong khi biết rõ những điều ấy cơ chứ Kiếp sống người đàn ông sau hé lộ được những vấn đề trên Ronaldo Lopez Lớn lên trong hoàn cảnh bần hàng Ở Nicaragua Hiện tại ông là một người đàn ông 63 tuổi khóa vợ không còn sống ở Nam Carolina và có cuộc sống ổn định hơn nhiều so với quá khứ. Sinh ra trong gia đình có 11 người con, ông là người con thứ 8, ông lớn lên trong một đồng điền tuyệt đẹp. Những hạt giống trắc ẩn đầu tiên được gieo mầm, từ thời ấu thơ khi ông chứng kiến một người đàn ông trưởng thành, bực khóc vì mất mù đậu và tiền bán đậu để nuôi sống cả nhà ông ta. Chỉ một năm sau, gia đình ông trải qua vụ mua cà phê tồi tệ để trả nợ nần cha ông đành phải bán đi đồn điền. Sự kiện có vẻ như bi kịch này, được nối tiếp bằng 3 năm bán khoai tây chiên nhà làm trên đường phố, và lê bước tới tận đêm khuya khi còn bài tập về nhà. Tất cả diễn ra trong 10 năm đầu tiên cuộc đời ông. Hành trình đầy nghị lực tiếp tục đưa ông du học Mỹ và kết hôn với Linda, tình yêu cuộc đời, còn là đồng nghiệp nghiên cứu của ông. Họ cùng nhau làm việc để chữa lành cho hành tinh này. Linda mất vì ung thư buồn trứng bà để lại cho ông một khoản thừa kế. Nhờ không phải lo lắng về tài chính, Ronaldo có thể phụng sự thế giới dưới một hình thức chữa lành khác, tiếp xúc lượng tử, quantum touch, mà ông nghiên cứu nhiều năm trước. Những năm tháng ấu thơ được sống cùng cha mẹ ở Nicaragua dạy ông rằng, việc bạn có được gì trong cuộc sống không quan trọng, quan trọng là bạn chia sẻ được những gì. Cha mẹ ông đã giang tay ra với những người cần giúp đỡ, vấn đề không phải họ nghèo thế nào cũng chẳng phải là họ đã chịu qua bao nhiêu đau khổ mà là họ đã sẵn lòng chia sẻ cay đắng cùng những người đó với một tấm lòng rộng mở chính vì từng sống trong hoàn cảnh đói nghèo nên ông hiểu được họ đã đau khổ đến mức nào thay vì cho phép những trải nghiệm bất hạnh tuổi thơ khiến ông giận dữ cay đắng ông lại mở rộng trái tim bồi dưỡng lòng trắc ẩn để từ đó tạo nên những cơ hội chia sẻ cùng nhau lòng thiện tâm giúp đỡ mọi người hạnh phúc hơn tuy nhiên những giới hạn của nghèo đói đối lập hoàn toàn với sự vô hạn của linh hồn nên tôi rất muốn trò chuyện cùng bản thể cao hơn của ronaldo về trải nghiệm của ông trong kiếp sống này để giải đáp những thắc mắc ẩn sâu trong kế hoạch của linh hồn từ đó giúp những con người đã phải chịu nghèo đói hoặc khó khăn tài chính để giúp họ tìm ra những ý nghĩa tâm linh sâu sắc hơn từ đó có những định hướng chữa lành hiệu quả theo bản thể bậc cao của ronaldo mô tả nghèo đói chỉ là một đoạn nhỏ trong bài học của linh hồn, ông cùng gia đình linh hồn mình đã chủ động tìm kiếm sự nghèo đói này trong rất nhiều kiếp sống, trải qua những khu rừng của khát khao và nhu cầu mãnh liệt con người, qua đó thu thập thông tin hữu ích, giúp tạo sự cân bằng cho linh hồn hoặc nhóm linh hồn. Những linh hồn tinh tấn không chịu đau khổ vì nghèo đói, đó là một phần của quá trình học tập. Nhưng một lòng chắc cẩn không thôi là chưa đủ cho một quá trình hoàn thiện bài học linh hồn thường loài người sẽ có lòng trắc ẩn cho mọi người xung quanh nhưng lại đối xử rất tệ với bản thân tương tự lòng trắc ẩn đôi khi đi kèm với mặc cảm tội lỗi chỉ khi con người biết đối xử với bản thân cùng lòng trắc ẩn đó chính là bước tiến lớn tại sao con người không dành cho bản thân mình lòng trắc ẩn chúng ta dường như bị chia tách khỏi người khác khỏi nguồn cội mặc dù sự thật tất cả là một khi bị chia tách khỏi không gì cả nội tâm phải lo lắng. Việc mình không có đủ là do đó họ quá hướng về bên ngoài. Họ phán xét bản thân trước mọi vấn đề, những tiêu chuẩn của thời đại, ý kiến của người khác. Khi bản thể họ lặn vào bên trong, xuyên qua lớp vỏ, dần chạm vào linh hồn mình, thì họ sẽ ngập tràn lòng trắc ẩn, biết ơn và ngạc nhiên khi biết mình cũng là một món quà quý giá. Do đó, trong kiếp này, khi có quá nhiều thứ phải chú ý đến như tiền bạc, tài sản, nỗi sợ thi lòng chắc ẩn, sẽ bị chặn đứng. Một hoàn cảnh vật chất khiêm tốn là một cách để đảm bảo Ronaldo không vướng vào chuyện đó. Khi còn là một đứa trẻ, trẻ con ngày nay có mọi thứ, rất nhiều những yếu tố gây sao lãng, khiến chúng không còn phải nhìn vào bên trong, kết nối với lòng chắc ẩn. Trong các nền văn minh lâu đời hơn, lòng chắc ẩn biểu hiện rõ, ràng hơn. Hiện tại cuộc sống của Ronaldo đã khá giả hơn ở Mỹ nếu như có thể học được rất nhiều từ trải nghiệm nghèo đói thì tại sao không nghèo đói chọn kiếp người tại sao phải tiếp tục học sau khi bạn đã nhận bằng tốt nghiệp linh hồn trả lời trong khi thời điểm đó bạn đã đủ kiến thức để ra ngoài và ứng dụng trong đời ở mỹ ronaldo được sống yên ổn để áp dụng những gì mình đã học áp dụng lòng trắc ẩn vốn có từ khi sinh ra và làm được nhiều việc hơn cho thế giới sự thật là không ai bị cầm tù trong cảnh đói nghèo cả. Bạn không phải sống trong đói nghèo mãi mãi. Nếu trí óc bạn sáng suốt và trái tim bạn mạnh mẽ, thì lúc nào cũng có thể thoát khỏi đói nghèo. Nhưng đồng thời việc tự ván xếp bản thân, tức giận với đói nghèo hoặc quất ức với những người giàu có hơn sẽ cầm tù bạn ở chính nơi này. Đó chính là một phần của vấn đề. Người ta nhìn đói nghèo như một tai ách. Quá nhiều người than thở về sự không công bằng Họ đã làm gì để bị như thế này? Họ có đáng bị thế không? Quá nhiều lần người ta dành hàng giờ bất tận để giải thích với bản thân một cách vô cùng sáng tạo rằng vì tình hình chưa thể thay đổi. Thay vào đó, hãy dành thời gian để đầu tư kế hoạch bước tiến tiếp theo bạn có thể thoát khỏi tình trạng hiện tại. Có thể, mất nhiều năm như Ronaldo đã làm, hoặc có thể, chỉ cần vài tuần ngắn ngủi Khi bạn thay đổi, vũ trụ sẽ chỉ giấu cho bạn. Bạn phải tin rằng Thế giới ngoài kia luôn có đủ cho mình. Nhiều quan điểm cho rằng hạnh phúc như một tấm chăn hẹp, người này ấm người kia lạnh, ít nhất mình phải ấm trước đã. Đó là cách suy nghĩ vùi lấp đi lòng trắc ẩn dành cho người khác và thường cho chính bản thân bạn, cảm giác tức giận và hành động bon chen làm hao gầy đi động lực của bạn, hãy theo đuổi những gì bạn muốn bằng tình yêu và niềm hy vọng. Chúng ta đã biết một số lý do mà kế hoạch linh hồn của Ronaldo muốn trải qua trong hoàn cảnh đói nghèo. Còn có lý do nào khác khiến linh hồn lên kế hoạch cho một cuộc sống nghèo khổ hoặc khó khăn tài chính hay không? Với Ronaldo, chủ yếu là vì lòng trắc ẩn. Với một số người, đó là vì sự sáng tạo. Với họ, cái khó lo cái khôn. Những người khác thì họ không muốn bị sao lãng với trách nhiệm đi kèm của sự giàu sang phú quý. Họ có thể muốn tập trung vào duy nhất một thứ trong đời đến nỗi tiền bạc chẳng còn chút ý nghĩa nào với họ tương tự đó cũng là cách hay để loại bỏ nỗi sợ hãi khi bạn trải nghiệm điều gì đó khiến mình sợ hãi bạn biết mình có thể làm gì khi ấy thì nỗi sợ hãi đã được hóa giải tâm trí con người phải thay đổi rất nhiều để hiểu thế nào là đủ cái đủ bình an của linh hồn ông còn muốn chia sẻ gì thêm về đói nghèo không đói nghèo không phải là một kiếp nạn đói nghèo là một nhận thức và nó tồn tại trong cả người giàu lẫn người nghèo. Đói nghèo là một công cụ, khi loài người nhận ra cái biết chân thật của sự đủ đầy thì đói nghèo sẽ không còn cần thiết nữa. Sau đây là những lời khuyên mà các linh hồn hướng dẫn bổ sung thêm những lý do khác khiến một linh hồn chọn trải nghiệm đói nghèo từ trước khi chào đời. Các bạn có thể hiểu, nhiều linh hồn chọn cuộc sống trên trái đất này vì nó là một trải nghiệm có giá trị, cho dù hoàn cảnh nghèo khó mỗi cuộc sống đều quý giá và thiêng liêng, đều hứa hẹn sự trải nghiệm mãnh liệt của tất cả những cảm xúc mà con người có thể có. Thậm chí một cuộc đời ngắn ngủi trong đói nghèo cũng cho linh hồn ấy biết bao trải nghiệm và một tầm hiểu biết mà nó khó có thể đạt được trong nhiều thế kỷ ở những tầng giới ít vật chất khác. Một số những lý do cụ thể khác khiến một linh hồn muốn trải nghiệm cuộc sống đói nghèo trên trái đất. Đầu tiên, có thể linh hồn muốn phát triển một số phẩm chất nhất định nào đó mà sự đói nghèo buộc họ phải phát triển như lòng quả cảm kiên định hoặc khả năng trân trọng những thứ giản dị trong đời với phụ nữ đói nghèo có thể khuyến khích họ tự lập và tự trao quyền hơn nếu một người phụ nữ học hỏi được điều này cô ấy chính là hình mẫu cho người khác không chỉ bằng cách chỉ cho họ thấy con đường thoát nghèo mà còn tỏa ra hình ảnh tự thân tích cực hơn cho phụ nữ thứ hai linh hồn đó có thể muốn giúp cho người khác và bởi thế xuất hiện với tư cách một người thầy cho loài người, thường thì những linh hồn như thế sinh ra trong đói nghèo để trải nghiệm thử thách trong gian khó. Qua những trải nghiệm đó, bài học được đúc kết sẽ giúp họ trở thành người thầy uy nghi, đáng tin cậy cho những người xung quanh. Thứ ba, linh hồn này có thể vì nghiệp nên sinh ra trong đói nghèo. Ví dụ, linh hồn này có thể đã phát triển một ý thức nghèo hèn trong kiếp trước, họ tin rằng họ không xứng đáng với sự giàu có, no đủ. Mặt khác, có những linh hồn lợi dụng người khác trong các kiếp trước, cướp bóc của cải, tiền bạc để làm của cho riêng mình, những linh hồn này cần trải nghiệm mặt kia của đồng xu, cảm nhận việc bị bóc lột và nhục nhã như thế nào để hiểu giá trị của mỗi cuộc sống của con người. Lưu ý, đây được xem là cần cảm nhận thấy, đó không phải là trừng phạt hành vi xấu trước đây, chúng ta không bị phán xét, thay vào đó, chúng ta thường tự chọn trải nghiệm mà mình gây ra cho người khác, từ cấp độ linh hồn, chúng ta xem việc này như là một bước tiến lên theo xoắn ốc tiến hóa tại sao một số linh hồn chọn cuộc sống đói nghèo ở những đất nước chưa phát triển trong khi những linh hồn khác lại chọn trải nghiệm thiếu thốn ở những đất nước thịnh vượng hơn những người chọn đói nghèo ở đất nước giàu có thường phải đối phó với khá nhiều những vấn đề xã hội gây ra cho họ với họ nghèo đói là vấn đề quan trọng hơn nhiều so với sự nghèo đói của những người sống trong môi trường đâu đâu cũng nghèo khổ các linh hồn chọn cảnh nghèo đói ở đây để học cách giải quyết nỗi đau sự từ chối phát sinh từ việc đứng ngoài vòng xã hội họ muốn phát triển một phẩm cách nội tại về phẩm giá về sự độc lập với hoàn cảnh họ muốn học được rằng bản thể thật sự của họ con người với tư cách là linh hồn độc lập với địa vị xã hội nếu thành công thì thách thức này sẽ giúp họ tìm được niềm tự tôn thật sự của mình và thường là năng khiếu đam mê cùng với niềm vui dành cho linh hồn họ những điều mà họ tự nhiên thích làm cho dù không có điều kiện vật chất hoặc được xã hội hỗ trợ, phát hiện này đem họ đến gần linh hồn mình, từ đó, một con đường mới đem đến sự thỏa mãn và giàu có thật sự sẽ mở ra. Tại sao một số linh hồn lại chọn chịu cảnh nghèo đói do cuộc khủng hoảng tài chính thay vì nghèo đói từ khi sinh ra? Các linh hồn lên kế hoạch chọn trải nghiệm sự nghèo khó sau một cuộc khủng hoảng tài chính lớn, thường họ muốn giải quyết sự phụ thuộc của họ vào tiền bạc và địa vị xã hội nếu họ đã giàu có và quyền lực rồi đánh mất nó thì hoặc cá nhân đó sẽ trở nên tuyệt vọng hoặc họ sẽ thu liễm nội tâm chính mình để tìm thấy cảm giác tự thân không hề liên quan đến tiền bạc quyền lực hoặc địa vị xã hội họ sẽ hiểu được giá trị thật sự của mình nằm ở đâu cả hai trải nghiệm trên thường được xem như một bi kịch khủng khiếp từ góc nhìn của phàm ngã song đó những cơ hội lạ thường để tự khám phá bản thân từ góc nhìn tin tấn của linh hồn ấy vậy có phải tất cả các linh hồn đầu thai xuống trái đất đều muốn trải qua tình trạng nghèo đói hoặc sụp đổ tài chính hay không không hẳn thế sự nghèo khó không phải là thứ mà hầu hết các linh hồn đều tìm kiếm để phục vụ cho mục đích học tập và phát triển hầu hết các linh hồn đã hoàn thiện bài học trong cảnh sống đói nghèo không còn muốn trở lại sống hoàn cảnh đó họ muốn trải nghiệm sống kiếp sống đó vì lý do khác và chấp nhận đói nghèo như một hoàn cảnh đi kèm linh hồn có thể muốn gặp những người bạn họ hàng hoặc kẻ thù nhất định nào đó trong kiếp sống mà những người này sống trong khu vực đói nghèo ở nơi mà linh hồn này chọn đầu thai đến đói nghèo là một khái niệm tương đối nếu bạn sống trong xã hội phương tây bạn được xem là nghèo nếu không mua được tv hoặc điện thoại ở quốc gia khác những thứ này quá xa xỉ chính ý thức của bạn quyết định bạn đang giàu có hay thiếu thốn cảm nhận giàu có là cảm giác thật sự thỏa mãn và biết ơn vì cuộc đời mang đến cho mình giàu có là một trạng thái nội tại của tâm trí không khác gì so với mức độ thịnh vượng của vật chất nếu linh hồn không đầu thai ở hình hài vật chất thì họ học được những bài học từ đói nghèo hay bất cứ thách thức nào khác mà chúng ta gặp ở đây như thế nào ngay khi một ý thức cá nhân tức là một linh hồn nhận thức được cái ta và người khác sự phân biệt này thật sự là một dấu ấn của việc đầu thai đầu thai nghĩa là bạn với tư cách một linh hồn vô hạn khoác lên mình một định hướng cụ thể nào đó và từ đó bắt đầu trải nghiệm cuộc sống nhìn nhận được thực tại hình tướng này có thể ít nhiều mang tính vật chất động đặc và mang tính vật lý tùy theo bạn sống ở chiều kích nào nhưng khi có một hình tướng nó giới hạn bạn vào đó và nó áp cho bạn nhận thức của một điển hình nào đó đó chính là đầu thai khi bạn trú ngụ trong hình tướng đến một thời điểm nào đó bạn sẽ trải nghiệm sự thiếu thốn. Ý thức cá nhân sẽ cảm thấy khao khát cái toàn vẹn, một khách khao hoàn thiện, thúc đẩy ý thức phát triển, tìm kiếm và trải nghiệm. Đây là khởi đầu của ý niệm nghèo đói. Ý niệm nghèo đói xuất hiện khi một con người trải qua sự thiếu thốn. Có thể thiếu thốn này đến từ thiếu vật chất trên trái đất nhưng cũng có thể là thiếu thốn tình yêu, thiếu thốn sự yên ổn, thiếu thốn cảm xúc. Định nghĩa nghèo đói theo nghĩa rộng hơn là cảm giác thiếu thốn. Những người trải qua hoàn cảnh nghèo đói hiếm khi cảm thấy thiếu thốn vật chất vết thương do nghèo đói sinh ra sâu sắc hơn nhiều so với vết thương thiếu thốn vật chất đơn thuần đó là sự không được công nhận bị khinh thường bị lờ đi bị bỏ mặt cô đơn sự nghèo đói theo nghĩa thiếu thốn hiện diện khắp nơi trong vũ trụ này ở nhiều khu vực khác nhau nhìn chung những trải nghiệm trên trái đất sẽ mãnh liệt hơn so với những nơi kém tính vật chất kém tính đậm đặc hơn các linh hồn ở địa hạt ngày học tập từ tốn hơn đó cũng là lý do một số linh hồn không cảm thấy muốn trải nghiệm cuộc sống trên trái đất những linh hồn chọn kiếp sống trên trái đất là những linh hồn quả cảm kiên cường và thích phiêu lưu tuy nhiên ở một phương diện sâu sắc hơn tất cả các linh hồn đều kết nối cùng nhau và cùng cảm nhận trải nghiệm của nhau có một tâm trí tổng quát mà mọi linh hồn được kết nối vào từ đó các linh hồn không nhập thế trên trái đất có thể cô động bản chất của những trải nghiệm trên trái đất và hiểu được nó tương tự bạn cũng có thể hiểu được những trải nghiệm của những sinh linh ít vật chất, ví dụ như các thiên thần, linh hồn hướng dẫn và có thể cảm giác được tình yêu cũng như sự hỗ trợ từ họ. Bởi thế, mặc dù tất cả các linh hồn đều có những con đường cá nhân của riêng mình, nhưng họ cùng nhau dệt nên một mạng lưới năng lượng tương tác, hỗ trợ lẫn nhau và giúp họ cùng nhau phát triển như một tổng thể toàn vẹn. Vậy người giàu có trách nhiệm đạo đức hay tâm linh gì trong việc chia sẻ tài sản của mình với người nghèo không? Khái niệm bổ phận đạo đức hay tâm linh nó gợi ý rằng không hề có tính tự nguyện hoặc một mong muốn tự nhiên đằng sau hành động đó. Ở tầng nghĩa sâu xa nhất, tất cả các linh hồn đều kết nối với nhau thông qua một mạng lưới khổng lồ của sinh mệnh. Khi chúng ta phát triển về khí cành tâm linh, khi trái tim rộng mở và trong tâm trí tự do, tự nhiên bạn sẽ dễ dàng hiểu được và có lòng trắc ẩn dành cho người khác hơn. Bạn sẽ cố gắng giúp đỡ người khác hết mình, không phải do bổn phận mà do sự kết nối vô hình bên trong, nó giống như một sự kết nối ruột thịt, bạn cảm thấy họ thuộc về gia đình mình và do đó bạn muốn đưa tay trợ giúp họ. Mặc dù vậy, bạn chính là người đầu tiên, quan trọng nhất chăm lo cho mình, mỗi linh hồn đều đi trên con đường riêng của mình và có sẵn tất cả các phương tiện bên trong để tinh tấn và phát triển theo thiên tính của mình, giúp đỡ người khác, về cơ bản có nghĩa là bạn phát ra năng lượng bình an và lòng nhân từ vốn có khi bạn đã chữa lành bản thân tìm ra con đường nội tâm chính mình và đang vui vẻ đi trên con đường đó từ đó một cách tự nhiên bạn sẽ tự nguyện giúp đỡ người khác chỉ cần bạn là chính mình điều giá trị nhất để giúp những người cố gắng thoát nghèo là khiến họ tin rằng họ là người sáng tạo với khả năng thay đổi cuộc sống của mình hãy khiến họ ý thức được sức mạnh nội tại ngụ trong họ từ đó tạo nên điều kỳ diệu thu hút những cơ hội làm phong phú cuộc sống mới của họ khi kết nối được với bản chất thiêng liêng của mình thì họ sẽ không thu hút đói nghèo như một trải nghiệm thiếu thốn nữa lời khuyên nào dành cho những người đang sống trong cảnh đói nghèo hoặc khó khăn về tài chính và đang băn khoăn về tất cả những trải nghiệm này có ý nghĩa gì không hãy luôn hy vọng tìm ra hai điều khiến bạn cảm thấy biết ơn trong đời đó có thể là những vật chất bạn đang có sự hiện diện của người dấu yêu hay chính cơ thể mà bạn đang trú ngụ hãy biết ơn những thứ đó và bạn sẽ cảm nhận mình trong dòng chảy của sự đón nhận, một dòng chảy trù phú, trang chứa. Nhờ lòng biết ơn, bạn sẽ không còn cảm giác thiếu thốn nữa và năng lượng của bạn sẽ thay đổi. Việc cố giải quyết tình huống này bằng lý trí, không đem lại hiệu quả. Tình huống lúc này cần ở bạn sự quy thuận, sự chấp nhận ngay ở thời điểm hiện tại. Khi bạn ở trạng thái xuôi dòng, bạn có thể cảm giác buồn bã và đau khổ dấy lên. Hãy từ tốn, đón nhận chúng. Rồi khi bạn chấp nhận những cảm xúc này, tim bạn sẽ có một khoảng lặng, một cảm giác bình yên giữa dung tố. Bạn sẽ kết nối được với linh hồn mình. Bạn có thể không biết được ngay ý nghĩa đằng sau cái đói nghèo của mình. Bạn cũng không có được những giải pháp thực tế lúc này, nhưng bạn sẽ cảm thấy vững tâm, rồi thay đổi sẽ đến. Chúng ta có thể chữa lành những niềm tin về vật chất mà tiềm thức đã lập trình sẵn trong linh hồn trước khi chào đời như thế nào. Một linh hồn có thể chọn chịu cảnh đói nghèo vì rất nhiều nguyên nhân khác nhau có thể tích cực, như việc thiếu tài sản giúp linh hồn tránh sao lãng để tập trung giải quyết những vấn đề nhất định, hoặc linh hồn có thể muốn buông bỏ những mối ràng buộc với quyền lực và tài sản được tích lũy từ kiếp khác. Nếu như thế, thì niềm tin này khác tích cực. Họ chọn đói nghèo để trở về nền tảng cơ bản của đời người và để tìm xem điều gì thật sự quan trọng đối với mình. Trong trường hợp như thế, phần ngã con người có thể thấy bất mãn với hoàn cảnh sống nghèo khổ nhưng linh hồn lại ý thức được lý do sâu sắc hơn đằng sau nó nếu một linh hồn chọn đói nghèo để phản ảnh một niềm tin bên trong là bản thân vô giá trị thì linh hồn lại luôn có kế hoạch chữa lành niềm tin đó ngã phàm của con người sẽ thường xuyên bị thử thách để tin vào chính bản thân mình và tìm thấy sức mạnh ở bên trong từ đó những cơ hội thoát khỏi đói nghèo sẽ xuất hiện giúp xây dựng một cuộc sống trải nghiệm đầy ý nghĩa mặc dù linh hồn chọn trải nghiệm để sống thiếu những cơ hội như thế nhưng khi linh hồn tạo được niềm tin thành thật vào bản thân mình thì cục diện sẽ dần bắt đầu thay đổi niềm tin mình không xứng đáng được giàu có gần như lúc nào cũng có sẵn trong tiềm thức đó là lý do rất khó rũ bỏ chúng một phần văn hóa của chúng ta khiến mình cảm thấy bản thân vô giá trị trẻ con được dạy bảo phải ngoan phải kìm nén tin tưởng lý trí hơn cảm xúc của mình trong xã hội cũng có những niềm tin tôn giáo và đạo đức khiến cho bạn càng khó tin tưởng vào tính đơn thuần vào dòng chảy cảm xúc an nhiên tự tại và lòng tử tế của vũ trụ trong bạn người ta xem những niềm tin đang gây đau khổ này là chuyện đương nhiên một số được xem là chuẩn mực trong giáo lý tôn giáo để chữa lành cái tiêu cực mà bạn hấp thu từ niềm tin đó bạn cần ý thức chúng chỉ là niềm tin và chúng không bớt gì bất dịch đây là bước quan trọng nhất khi bạn nhìn nhận rõ sự việc đơn thuần là niềm tin bạn sẽ mở được không gian ý thức mới và tiềm năng cho sự thay đổi điều này có thể tốn thời gian khi bạn thật sự kiên nhẫn với bản thân và sẵn sàng giải quyết những cảm xúc của mình việc chữa lành là hoàn toàn có thể càng nhiều người thực hành thì văn hóa sẽ thay đổi con người nhờ đó cũng phát triển theo hướng tôn trọng bản thân và người khác hơn